Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Lão nông tự chữa lành bệnh nan y. Bác Nguyễn Văn Dứt, thường gọi là bác Hai Dứt, sống ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Năm nay bác Hai Dứt bước sang tuổi 81, nhưng trông rất hoạt bát và lanh lẹ. Giọng nói sang sảng, bác Hai Dứt có thể nói suốt buổi mà không hề vấp một từ. Bác Hai Dứt thường đi khắp nơi để nói về thực dưỡng, hướng dẫn người khác ăn gạo lứt muối mè. Bác Hai Dứt bảo làm việc này là để tri ân hạt gạo lứt đã cứu bác thoát khỏi những căn bệnh mà Tây y gọi là nan y, đáng kể nhất là ba căn bệnh ung thư cùng một lúc. Năm 1978, bác phát hiện ba lỗ thủng ở phổi. Mỗi ngày bác đều uống mấy viên thuốc trong 7 năm liền, nhưng bệnh tình lại nặng hơn với những cơn ho làm bác kiệt sức. Đầu năm 1985, một cục bướu xuất hiện ở mí mắt ngày càng lớn che khuất tầm nhìn. Bác đến khám ở Bệnh viện Bình Dân và được chẩn đoán là tiền ung thư. Bác được mổ và chữa trị tại đây. Đến đầu năm 1986, khắp người bác nổi những mụn nhọt đầy mủ gây lở loét. Trên lưng của bác nổi một cục bướu to bằng trứng ngỗng. Bác quay trở lại Bệnh viện Bình Dân khám và được chẩn đoán là ung thư da di căn. Bác được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh và được chẩn đoán bị thêm ung thư phổi, ung thư đại tràng. Sau 3 tháng theo dõi bệnh tình, các bác sĩ bảo không thể phẫu thuật được vì ung thư phổi đã ở giai đoạn cuối, các phế nang hư hỏng gần hết. Bác sĩ khuyên, phước chủ may thầy, về tìm thuốc nam thuốc bắc, may mắn thì chữa lành. Bác bảo còn đưa bác về nhà, sống được ngày nào hay ngày đó. Nghe ai mách thầy hay thuốc giỏi ở đâu, bác đều tìm đến. Nhưng bệnh tình ngày càng trầm trọng, những cơn ho kéo dài hành hạ bác vì ung thư phổi, rồi đến khổ sở việc đi cầu vì ung thư đại tràng, lại đến đau nhức không lúc nào ngừng do ung thư da. Bác nói bác đau đớn vô cùng. Trong lúc khổ sở tột đỉnh, tuyệt vọng hoàn toàn, tưởng rằng không còn đường sống, bác lại may mắn được khuyên ăn gạo lứt muối mè sẽ hết bệnh và được tặng quyển sách Tân Dưỡng Sinh của tác giả Osawa viết về phương pháp thực dưỡng. Thực dưỡng lấy cốc loại, trong đó có gạo lứt làm thức ăn chính, như người chết đuối gặp phao cứu sinh. Bác đọc ngay và bắt đầu ăn gạo lứt muối mè theo cấp số 7, nghĩa là chỉ ăn cơm lứt với muối mè. Như trong sách hướng dẫn, ngay trong chiều hôm đó, bác nhai cơm rất kỹ, thành nước rồi mới nuốt, nên mất 3 tiếng đồng hồ để bác ăn xong một chén cơm. Thật là kỳ diệu, ngay đêm hôm đó, các mụn nhọt không thấy đau nhức, không ngứa, không chảy nước, và 3 ngày sau chúng khô và đóng vảy. Bắt đầu bác có niềm tin vào gạo lứt, ăn tiếp 2 tuần nữa, bác đi cầu được bình thường. Sau 3 tuần, bác thấy khỏe hẳn ra và bắt đầu muốn làm lụng trong vườn. Ngoài ra, bác còn mắc các bệnh tiểu đường, sàn thận, xuất huyết bao tử. Sau một thời gian ăn gạo lứt, tất cả các chứng bệnh của bác đều biến mất một cách diệu kỳ. Duy chỉ có các cục u ở phổi phải mất 7 năm mới tan hết. Các bác sĩ khám bệnh cho bác đều hết sức ngạc nhiên về khả năng phục hồi bệnh của bác. Một ngày của năm 1997, bác ra vườn hái dừa như mọi khi. Bác leo lên một cái thang chừng 5 mét, bắt lên cây dừa cao khoảng 10 mét, rồi dùng dụng cụ khều trái dừa xuống. Chẳng may, một trái dừa rớt trúng đầu bác, làm nứt hộp sọ và làm bác té khỏi thang rơi xuống đất. Vết nứt dài khoảng 5cm, thấy máu ra nhiều, gia đình định đưa bác đi bệnh viện cấp cứu, nhưng bác cương quyết không chịu, bác ở nhà tự cấp cứu cho mình. Bác bảo người nhà lấy bông gòn nhúng vào nước muối đậm đặc, rồi đắp lên vết thương. Máu vẫn tuôn chảy rất nhiều, đắp đến lần thứ 3 mới cầm máu được. 3 ngày tiếp sau đó mặt mày sưng húp, gây đau nhức, tối không ngủ được. Tuy nhiên, ban ngày bác vẫn làm vườn và vẫn nấu ăn. Lúc này bác ăn số 7 và ăn rất ít. Một tuần sau bác đi chùa được, bác nhờ mấy người con vài ngày rửa vết thương bằng nước muối và thay băng một lần. Khoảng 10 ngày sau vết thương lành lặn, trước đó bác biết có một câu chuyện về một tai nạn tương tự như thế, nên bác đủ lòng tin để làm theo. Qua sự cố này, bác càng tin tưởng nhiều hơn vào sự kỳ diệu của phương pháp thực dưỡng. Bác nói gạo lứt đã cứu mình thoát khỏi những bệnh gọi là nan y, thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, thì chính nó là thực phẩm thường hạn và cũng là dược phẩm thường hạn. Chính gạo lứt mới cho bác đủ sức khỏe để chống lại bệnh tật. Vậy gạo lứt là thực phẩm đầy đủ chất bổ dưỡng mà không thức ăn nào thay thế được. Bác nói, người ta bảo ăn nhiều thứ cho đủ chất, vậy là không đúng rồi. Ngày xưa bác cũng ăn nhiều thứ, nhưng lại mắc bệnh ung thư. Còn bây giờ ăn chủ yếu là gạo lứt mà người thấy khỏe mạnh và vui vẻ yêu đời.
chưa kể đã đẩy lùi bệnh ung thư mà Tây y bó tay. Ăn đúng là trở về với thiên nhiên, ăn đúng là hết bệnh, không cần phải dùng thuốc. Nhưng mấy ai hiểu được điều này, kể cả người thân của bác. Bác mong mọi người nhận ra giá trị của gạo lứt mà làm thức ăn chính cho mình để không còn khổ đau vì bệnh tật. Được hỏi bây giờ bác cảm thấy cuộc đời như thế nào, bác nói rất sung sướng. Nếu có tái sinh, bác vẫn muốn tái sinh làm người. Cái gì trên đời này cũng đáng yêu, từ cây cỏ hoa lá đến vạn vật. Bác kể trước đây bác nóng tính lắm. Lúc còn làm giáo viên cấp 2, học sinh vi phạm là bác đánh thẳng tay. Ngày xưa tham lam ích kỷ, chỉ biết sống vun đắp cho mình. Từ ngày ăn gạo lứt, tính tình thay đổi, hiểu biết thay đổi. Bây giờ càng ngày càng thấy thương người nhiều hơn, càng muốn giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Ở đâu cần bác chia sẻ về thực dưỡng là bác có mặt ngay. Bác thường xuyên đến xóm gạo lứt ở Bình Dương để chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức về thực dưỡng với những người bạn trẻ ở đó. Bác đã đến thực dưỡng Khai Minh ở thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ với những người yêu gạo lứt vài lần. 30 năm rồi kể từ ngày bắt đầu ăn gạo lứt, bác chưa một bữa nào bỏ gạo lứt và chưa một lần uống thuốc trị bệnh. Thực đơn hàng ngày của bác là sáng ăn cháo gạo lứt hoặc bột gạo lứt, trưa ăn khoảng 1.5 chén cơm lứt và chiều ăn bún gạo lứt, phở gạo lứt. Bác ăn thêm một ít rau tự trồng trong vườn, không sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu. Bác dùng nước tương tamari để làm nước chấm hoặc nêm nếm cùng với muối. Thỉnh thoảng bác dùng một ít trái cây theo mùa, không ăn trái cây trái mùa hoặc trái cây sử dụng thuốc hóa học. Đã 30 năm rồi, bác không ăn thịt, cá, trứng, sữa hoặc bất kỳ sản phẩm của động vật. Bác ăn theo thực dưỡng chay. Hiện tại mỗi tuần bác nhịn ăn một ngày. Bác nói cả đời mình, ăn nhiều rồi bây giờ nên dành một ngày cho cơ thể nghỉ ngơi. Bác mong muốn nông dân mình trồng lúa, rau củ cũng như những cây để làm thực phẩm theo phương thức hữu cơ. Và mọi người nên lấy gạo lứt làm thức ăn chính để cơ thể khỏi phải làm việc vất vả, để tống khứ ra ngoài những chất không cần thiết. Ha ha ha,